mang bản đồng quốc Việt Nam về. Khung cảnh một đua ngựa Gò Thì Thùng. Đồng chí Nguyễn Văn Hòn, vị ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân về được ban tổ chức các lễ hội Việt Nam năm 2021. Đứng ra cái chỗ của người ta ngồi á, xem mà leo ở cái đường sau á. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn các huyện, ủy ban nhân dân có riêng các cơ quan báo chí trung ương về phương. Bước lại đây nè. Đây là các thanh niên đang leo lên cây. Xong á, thì đẹp. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, xin cảm ơn các nghị sĩ. Xin trân trọng kính mời đồng chí khai hội đua ngựa. Năm 2024. Màu đứng quậy ơi. Ờ, do cổng đi vô giữa sân rồi luôn. Lúc về cổng nè. Đúng rồi không? Leo lên cái keo ấy. Quay đây, quay ra. Chương trình lễ khai mạc ngày hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng xã Xuân Giáp Thìn 2024 đến đây là kết thúc. Bây giờ xin thay mặt ban tổ chức được không? Bây giờ cứ bắn vào tổ năm được không? Quê quê gì kia rồi? đang khởi động thế nhưng mà có vẻ chưa ổn lắm. Không đi là không đi. Đấy, kia mấy ông nào mà nhảy vào ở giữa sân kia quay này nó quen cuối rồi. Bây giờ mọi người nó quen. Quấy nó không đi. Nó không nghe. Nó không nghe nó đứng y đấy nó thôi một mình ông kia chạy được gì nữa. Thiếu kia đúng rồi anh. Sao không chạy tập dượt trước nhỉ? Nó ra mình nhìn thấy đông người nó sợ đấy. Nó cho chứ không bằng nào ấy. Đúng rồi. Luyện nó làm sao cho nó quen. Dạ. Thế nó cũng không hoảng. Giờ nó thấy người. Từng cô chúc mừng. 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 Của 103 đó ôi ngựa đi đằng ngựa kỳ sĩ chạy theo đuổi nhau ngựa rồi bây giờ nó còn chạy theo này còn được này.
rồi, này đấy, 22 ok rồi, 22, không có giống đâu, đi ra nó phải có, đồ ăn kia có cháu chạy, đây này có cái hết này, cái gì thì phải là nữa chứ hai thằng đây đây sẵn lên cũng đỡ còn thì bỏ bỏ đậu đi nữa bỏ còn sợ đâu để mà giới thiệu gì rồi 30 chiến sĩ gì hết trời chưa nhiều nữa nhiều top nhá có một top nãy giờ được hai con đó chạy được lấy người nó đua hai chữ hai con đấy mỗi dòng năm con à ơi rút hai dần nữa rút kinh nghiệm theo năm tới có tổ chức là phải cho giọt trước rồi chứ giọt mà làm gì cố lên cố lên cố lên cố lên ông chú ơi ông đi 30 đấy chú về đau trần hết cả xương sống đua ngựa phải dậy mới ngon 2 12 chạy con mà con kia nó vẫn chạy nhá không cần phải kỹ sĩ nào của nó chạy mình đó bây giờ nó có cái giải chứ không có giải con chạy chứ bộ vậy đâu bỏ cuộc đâu có giải thì sẽ để chị xin con cháu à để cho nó chạy đi kêu để cho nó đuổi trước trước con kia sợ nó chạy đi đừng đùa nó chạy trước đi nha mình nó không chịu chạy chạy nó đứng im rồi đấy nó đứng lại rồi đấy đúng rồi đây là các khán giả xem luôn luôn như chim luôn như chim cái kèo nó nhỏ lắm nghe đấy này chạy mình này số 8 đây không ạ số 8 vẫn chưa dừng à không quay lại của trong Bắc Nam Thành Công là gì má đảo nó cũng cần lắm luôn mà muốn đâu đi nhìn chung quanh vòng tròn không á không thấy đồng nghiệp đây đây chủ đi tìm đây này chủ nó thấy rồi màu á đâu đấy đầu cái là mãi chưa thành công mà đảo. Nó nhảy lên mà lấy gì cơ, nó kéo nó được. Coi cái con nào thuần được cho là chạy đấy. Tua cho người ta coi chứ hả, nó kiếm gì là mà lạ. Còn ông ngã chưa? Con ngựa nó chịu chạy chứ, con nó chịu chạy. Phanh gấp quá rồi luôn. Con ngựa không cần yên nha các bạn nha. Ngựa nó chịu chạy. Số 9 này ngon này. Con nào ngon? Nó không chịu chạy mà. Kia là hai con không chạy kìa. Ôi trời ơi, hai con, ba con nó đi về luôn. Không thèm chạy luôn. Nó chịu chạy luôn. Chỗ thồ không chứ nó đâu có chỗ người mà giờ ngồi nó ở. Ngồi nó nhục lưng nó. Không. Nó thấy mấy con kia dừng lại nó muốn dừng đấy sao? Dừng lắm chạy bằng nữa là thấy người đông quá thì nó thấy đông à, không quá tiếp xúc đông người thấy giọt cái người điều khiển hai thằng nha thấy đâu giọt chứ không thấy đâu cũng giọt đấy chạy hai thằng thôi chạy giờ chạy em đậm thôi chứ đông đông ai đuổi đâu quá chạy tiếng Anh bình thường dùng hết à đấy hí kinh ấy được cái mà hí vậy chứ hay ngựa tàu lao người nó không chịu chạy nó giật cứ đúng cắm đầu ngựa nó rên đấy nó phân khích qua nó thấy là
Bạn kỹ sĩ mới à, phải tuyển chọn kỹ sĩ mới, tuyển chọn người kêu mà mấy trước khi mà tới ngày lễ hội là phải cho mời những thành kỹ sĩ tới giọt cái đá. Đúng rồi. Nhẽ ra là cái khâu tuyển chọn này làm sao để cho nó hài lòng ít nhất là đúng không, cho nó chuyên nghiệp một chút xíu chứ không như thế này là hơi có con nào mà không trao được thì loại luôn, loại luôn đi, không cần tham gia được, không cần số lượng nhiều. Đã hay nhiều đó là quảng bá nói thì nó tưởng ngon ai quốc thì hội truyền thống chúng ta phải vận động chứ, để đấy truyền thống thì cứ vận động chứ, ai có dân có ngựa thì mang ra đua thôi à, chứ không có ai, chứ không phải là giống như cái kiểu đua giải kia à, thì cũng phải là các xã thì mình cũng biết không sao mà nếu mà thành lập nó mang viên đồ thì may ra nó phải tuyển chọn. Đó là truyền thống nhưng mà đập thành thành cái lễ hội của đơn vị của cơ quan của huyện rồi, đúng không, phải làm cho nó bài bản. Truyền thống thì cái người nó cũng phải đúng rồi. Đùa voi đẹp lách ra đâu, nó không có gì đâu, nó đùa chậm gì chúng ta dân rồi thôi. Dân họ bỏ, không ăn chuyện làm, họ tới đây họ tham gia. Họ ủng hộ, họ tham gia cái chương trình lễ hội của địa phương để cho nó sâu nổ. Sân khấu là đông. Giết luôn à, đẹp chứ bộ. Ờ, có gì thì vô quá không? Có quy mô quá mà. Một mình. Đó, chạy chạy đó, chụp đó, đó, chụp đó, thì ngã tí nữa chứ đâu khối rồi. Rồi, cái bậy ngựa này, cái bậy rồi. Đó, bốn ngựa này thì... Bốn ngựa xuất phát nên là cho luôn vào trong chuồng luôn ông ơi. Nào. Ờ, được đấy. Ừ, nó chạy nhanh được rồi, nó chịu chạy rồi đó. Đó nó chụp chụp nó chịu chạy rồi. Con này nó đang lấy nó đang tức rồi nó không chạy rồi. Sao chưa thùng? Có 212 như đây muốn cùng ra mà không có kỹ không? Tôi với anh kia giật giật rồi đứng lại rồi. Anh ta ông chạy vòng rồi đừng ngon khỉ rồi sao? Anh kia chạy hai vòng rồi. Chạy hai vòng rồi. Sáu tầm ngàn con rồi. Còn đó thôi cũng đua điếc nhiều. Không có chạy không có ngựa nữa bây giờ đua ngựa. Ngựa chạy thi ngựa. Dân chạy ngon. Đúng rồi. Bây giờ mấy nghệ sĩ là chạy. Có ngựa không chạy mình chạy. Dừng lại. Nữa thôi coi mày dẫn ở đây. Nữa chưa xong rồi sao mà đi mấy cái sĩ đi đầu tiên coi trên TV. Coi TV bữa nó giới thiệu qua thấy hấp dẫn thằng thằng đi coi chứ. Trước đây này âm thanh. Thầy có từ xưa rồi hả chú ơi? Đỡ hội đây có từ xưa rồi nhá. Có lâu rồi mấy mươi năm rồi cái kia là hội truyền thống mà. Nhiều năm năm nào cũng tổ chức. Lần đầu. Quay lên lấy trường hình trung kết nó chạy ngon chứ trung kết nó chạy mới ngon cái giờ là nó không loại về trong trung kết người vô nó chạy đua mấy con mà chạy được đấy đánh nhau người chạy hấp dẫn đua mà coi trong phim nó đua vài chú ngày quật phải không quật cả cao cả thuốc bay thuốc hai bay thấy mình thấy đẹp thiệt thôi thời xưa ở trong vòng trong vòng quà Sài Gòn bây giờ gọi là phong phóng nhất rồi đua ngựa coi tốt đẹp lắm bây giờ có chuồng đua ngựa của bãi đấy và hàng dũng đấy chuồng đua chuyên nghiệp cái chuồng đua chuyên nghiệp đấy trong Bình Dương đấy nhưng mà tùy tuổi trẻ nó đua chuyên nghiệp mà nó nuôi ngựa đó chuyên đua mà còn đây con nào bỏ cuộc không kỹ sĩ nào bị dụng không? Có tiền dỡ dỡ coi hơn cốt này. Cốt này có vẻ thuần hơn rồi đó. Coi con này to chứ này. Đấy. Cố lên, con này tương lai là đạt này ngon này.
25. Ờ đấy, to và dũng mãnh với con mấy ngựa kia. Dũng mãnh đấy. Con này nó vào. Là, chắc là tranh chung kết với con này. Mấy con này á. Thằng này lấy cúp được rồi đó. Mấy con lớn lớn. Đây mấy con này thằng ngựa to ngựa mà kia chạy gì đó. Con này kiểu như à. Con này kiểu như người lớn. Lông nó còn bết nữa. Ông nào con ngựa mà nhỏ không cùng. Chạy chạy gì. Như đi nhảy dây ta. Nó chạy đều hết trời lên. Cho ra chạy được 34 con ngựa chạy coi. Nhưng con nó ngu lẹ giờ tới đó cái đó rồi nó muốn đứng lại nó không chạy là thua mấy con kia chứ. Hả? Thôi rồi đây à, nó không đứng rồi nó không chạy. Nó chịu đưa đưa đây. Con này sung thế mà lại. Mồi mồi, đang mồi rồi. Mồi. Tết nó đít lên chỗ đang chạy. Đó, đó, không có mua chỗ đó là à, thằng số à, thằng số à. Nghiệp dư nó mặt đẹp thế nào? Số à, số đó. Đó. Đó, cái đẹp ấy. Ngu lẻ rồi. Con này ngu không không? Tôi vừa nói dừng dừng ở là nào, mất thời gian đi. Đúng rồi. Không có cỡ nhiều hai dòng người gì đó, mà chớ kèo cái hụt này kìa. Ôi, đồng chí kia lại quay lại rồi. Xác định thua rồi. Thua chứ làm gì mà con ngựa nhỏ không ngừng rồi mà chạy chạy. Kiểu đăng ký thớ cho biết cho vui vậy thôi. Đâu có mày lên. Tiêu hết rồi. Rồi. Chạy trước không chạy sau chưa? Ôi giời. Đó, các bạn ngã ra. Chiến đấy. Có ngủ chạy đầu tiên đi về chuồng không? À, bạn đáng. Bạn đáng không có chạy. Ba bọt lên đấy. Đấy giờ là lên là chạy không? Ở vườn con bây giờ sợ khởi động chạy trước theo không vườn con á. Đấy, mày có ra phòng lên đây. Đấy, chứ ảnh nó dự vậy ha. Rồi nó dự vậy hết rồi. Con to không dự vậy á. Đấy, nó dự vậy thì chạy được chứ. Ôi trời ơi. Đồ, anh to thôi mà vậy. Đồ, nhanh lên. Hai dòng mà quen rồi. Cái này anh không cần phép là mình làm chạy đi. Con to để thế mà chậm chậm. Ừ, đúng không ạ? Muốn cầu cống luôn. Con nước trắng nó chạy cũng đẹp rồi đấy. Ừ. À, chạy bung đuôi mà. Nó chạy bung đuôi mới chạy chạy đuôi luôn. Thôi không nữa chứ đây. Đuôi chít là rồi chạy chưa chưa đây ngồi đua đó. Đồ quá màu quá. Tất cả rồi. Đó chạy nó phải chịu thua chứ. Chạy rớt này không? Nhanh quá rồi. Bỏ cuộc bắt đầu. Rớt này. Bỏ cuộc con người đánh bỏ cuộc đâu. Một tốp lấy hai con rồi cho máy về. Một tốp lấy hai con nghe. Dạ. À, anh kia nói thì có đâu. Con ngựa đây nó chạy ngon mà nó chịu chạy chứ. Ờ, người thấy ngon cũng phải ngang ngang nhau kìa. À, kêu vô trong bắt đầu người to để uống này. Chạy ngon nhưng mà nó không chịu chạy. Con ngựa đen nó ngon mà nó không chịu chạy á, đó tới người nó dừng nữa rồi ha. Đó. Nó che cả cần. Đó, ông ngựa bạch kia cũng hết đó đứng. Mệt quá. Nó không chạy đâu. Bây giờ chán rồi xuống đi tắt bộ. Mày nhả cái thằng chạy lắm không? Nhanh á, chạy nhanh hơn nãy nhiều. Sao lại nằm ngửa đấy? Cậu ngã rồi, cái nhà rồi. Cậu ngã rồi, cậu với ông. Bị bệnh ra rồi. Chuột rút rồi, chuột rút rồi. Khả năng con ngựa bị chuột rút. Con ngựa đây nhiều nhất rồi. Còn hai con kìa, chết rồi. Con kia bị chuột rút, hôm chân là chật rút rồi. Rồi, được hai con đây. Hai con đây phải là phải chân nhất.
tên nhất đỡ gặp nhì. Mốt nhất. Chạy ngon rồi, rút không? Để phải nhất đỡ gặp nhì. Đứng lại. Cố đâu? Tí này đâu? Bác sĩ thú y đang vào để chăm sóc. Rồi, chạy ngon rồi đấy. Người không sao chứ mà con ngựa thì nó nằm nhờ theo nó đứng dậy. Rồi, đúng rồi, đây thành cái gì nhất rồi. Nó mẹ coi. Cái nhà vô lý vậy. Sáu ngựa ra này. Căng cơ luôn. Vậy sợi dây chân luôn. Đấy rồi. Không dậy được, dậy chân luôn. Con số này nó chạy nhanh mà nó có ngọt kia nó cũng muốn vô nè. Đó con này. Con này nó hút. À, con ấy chạy nhanh nhá, nhanh như con kia vậy mà nó cứ... Đó, ôi! Cháu! Bình tĩnh đi! Qua cua, ôm cua, để cua được cái đồ giật cua. Cô đi! Ôi! À. Anh này phóng kinh quá nhờ. Ờ, nhanh quá. Cô đi, phóng kinh quá. Đấy. Mở vòng đầu mà, vòng đầu vòng hai là chích cho con que luôn á. Vượt đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Lúc đó vừa chạy vui kìa. Mấy anh kia vừa chạy chậm chậm. Qua mà ái uống đấy. Ờ, chậm chậm nó vượt có chết được không kịp. Vượt nó đâu, chạy nhìn giữ tương đấy chứ. Đấy, một kia là chậm lại cái. Mấy anh này chạy chậm đấy. Được cái là to cao, chân dài hơn rồi. Cùng, ngồi thì thôi, kia hết kịp rồi. Đấy, bà đây táo coi dính nữa nè. Đấy. Đùa đùa này, vậy cho trượt chân đây này. Không, mấy đây chạy không lại ghế đâu. Đù. 25, 32. Bỏ cuộc không? 25, 32. Không biết chạy nữa. Con ngựa bằng số 3. Đấy, anh này chạy rất là giữ mà lại giữ dằn thế này mà lại. Đù. Ủa cơ. Chạy quay không kịp rồi chứ. Cổ động viên xem đang bị ngất phải vào sân các bác sĩ cấp cứu. Cái thế là về đây cái tẩy ra đây làm sao mà thua đây hả? Ba con. Thua. Thua con 25. Ba con. 25 đẩy nhất nè. 32 này lúc đầu tiên nhất đấy. Ý lúc 25 là lấy nó cái con đoạn. 32 con nhất á, hai nhất gặp hai nhì. Thì giờ mình hết ra. Làm hết không? 32 chắc cũng chạy an toàn này. Không chạy mạnh. Dạ chắc em. Chắc rút kinh nghiệm chỗ đây nào. Kinh nghiệm rồi. Chưa hết kìa. Đó, nó còn có đứng đây là thua đó. Không chịu qua nè. Còn dòng nữa. Thế rồi, đứng hố sao. Phụng. Chết rồi, con bè kia nhật tiền cạp lại không? Còn chung kết. Mèo được kết đâu, còn lỗi kết rồi. Đây nè, con 25 đây nè. Hai, lấy 25 giúp cho 32 rồi. 2 đó này. Thấy con 32 lúc nào vậy nó chạy nó ôm cái cua luôn. Ôm cái cua đẹp quá đẹp rồi. Đúng không?
về mới đẹp kìa, cái đoạn đây mới đẹp chứ. Con đua cuối cùng đấy. Ồ, hai con này, 25, đu, xong. Là em là cái cua đó, đi à. 25 là như vượt lên lại đấy. Chưa. 25 vẫn đứng đầu. 25 vượt lên đúng không? Không. Rất ngựa rồi. 25 vượt lên luôn. Ừ. 28 rất ngựa rồi. 25 vượt lên. Đồ, hai con cũng không á. Đây rồi. Wow, hai hai lần đấy. Hai tuần nữa, hai tuần đã cùng chiến đấu rồi. Ôi, xin chào và hẹn gặp lại giải đua ngựa năm sau nhá.